Cảm ơn anh đã chơi cùng với thằng bé. Có gì đâu, cũng vui mà. Thế nào, hai đứa đi ăn với anh không? Em có việc gấp ở viện, em không đi ăn được. Đi ăn đi ạ, em đó rồi. Thế ăn mì Hoành Thánh, anh biết một quán rất ngon, cũng gần đây. Sao anh biết em đang thèm ăn mì ạ? Anh mà. Bây giờ em xuống lấy xe cùng anh, hay đợi ở sảnh? À, em đi cùng anh luôn ạ. Phương ơi, anh với Như đi nhá. Dạ. Đi thôi em. Chị dâu là một người thẳng thắn, cá tính bộc trực. Nhưng mà tại sao Thanh Ý lại không giống một chút xíu nào tính cách của chị dâu vậy? Hay là cô ta cố tình làm như vậy là để chọc tức mình? Thanh Ý nhút nhát thì nhút nhát thật, nhưng mà bù lại cô ấy là người tốt. Cuộc sống này á, sao bất công với mấy người tốt quá vậy? Chắc chắn là cô ta có vấn đề. Mình nói cái gì ra cô ta cũng đều phản bác lại. Còn anh ta thì cô ta lại ủng hộ hết mình. Ngay công đạo diễn cũng vậy, hùa theo ủng hộ nữa chứ. Chẳng lẽ anh ta du học nước ngoài về nói cái gì cũng đúng, còn mình thì ngược lại sao? Mình rủ đi ăn thì không thèm đi đâu, đến lúc anh ta rủ thì lại tí ta tí tởn. Nè, nè ông anh già, anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Chứ anh nói có nghe đâu. Vậy hả? Nam, sao con em buồn vậy con? Muốn tôi tự hả? Vâng ạ. Vậy chú tôi tự chung với con nha. Vâng ạ. Ừ. Con chọn tượng đi. Doraemon hả? Để chú lấy màu nha. Vâng. Đấy. Rồi, con lấy cọ đi. Thêm màu nha. Xanh này đi. Xanh màu tô mặt. Rồi. Lau tay nè. Rồi. Khéo tay của ta. Nam, con cứ chạy lung tung là mẹ đi tìm con mệt quá cơ. Mẹ thấy tượng của con đẹp không? Đẹp. Mẹ vào tung của con đi. Được rồi, để mẹ xem nào. Đây, có em nè. Tôi vào đây đúng không con? Ngồi chơi tôi tưởng cả buổi, mà cho nên ngủ ngon ha. Cảm ơn anh đã chơi cùng với thằng bé. Có gì đâu, cũng vui mà. Thật ra bố của Nam đang ở nước ngoài. Anh ấy bận công việc, nhưng mà sẽ sắp xếp về sớm với mẹ con em. Nam nó nhớ bố nên hay tủi thân lắm. Lúc nào cũng muốn làm tất cả mọi thứ cùng bố. Cô cậu nhắc thế với em suốt đấy. Anh hiểu mà. Nếu như em và Nam có chuyện gì cần á, cứ nói với anh, anh sẵn lòng giúp. Nhưng mà chị Như... Như làm sao? Em đừng có nghĩ ngợi nhiều. Như không nghĩ ngợi mấy chuyện này đâu, đừng có lo. Tình trạng đã ly hôn, sản xuất bởi Viettel Media.